Sala, bạn nhớ cái CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cuối Ca, hôm nay mình có bạn cùng khám phá tập truyện tiếp theo của Rồi Hoa Sẽ Nở Loom Is To You tập 7 nha mình. Tập 7 nha các bạn, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá trong tập 7 lần này chúng ta sẽ có gì. Và chỉ còn một tập nữa sẽ kết thúc cái phần truyện nha. Và tập 8 nó đã về rồi các bạn. Và mình sẽ tiến hành review sau khi tập 7 nha các bạn. Và bây giờ CEO mình sẽ tiến hành của CEO. Thì giống như cái lần trước, CEO đóng khá là ổn áp nha các bạn, chắc chắn luôn các bạn. Và với phần 7 này chúng ta sẽ có một phần quà tặng kèm theo. Phần quà tặng này các bạn nếu mà theo dõi Lumin To You thì các bạn có thể đón được cái phần quà ha. Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi tới tập 7 thì nó sẽ giống phần quà tập 1 và tập 4 nha. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá xem phần quà của tập 7 này, đó chính là một cái gọi là cái cine card khá là to luôn các bạn. Phủ hologram ở cái góc các bạn, khá là xịn sò của hai nhân vật chính chúng ta. Chúng ta được bị rời, được cán bóng nha các bạn, bị rời được căn bóng. Đây là bị rời của tập 7 nè. Trải ra chúng ta sẽ được một bức tranh hoàn chỉnh nha các bạn. Lumitru Rồi Hoa Sẽ Nở tập 7 khá xịn sò, căn bóng theo kiểu giống như bên Nhật các bạn. Mình rất thích kiểu căn bóng nha. Bên trong là bị keo nè các bạn, bị keo màu nha. Bên trong chúng ta sẽ có thêm các trang màu nè, ở hai trang màu nha. Chuyện được trên giấy BB80 Rồi Hoa Sẽ Nở Lumitru tập 7. Và kịch của học sinh đã gỡ bỏ toàn bộ xiềng xích của Nanami Toko. Giờ đây cô như một con người mới, có thể tự do làm mọi điều mình muốn. Tuy nhiên bên cạnh cô lúc này không còn hình bóng người đàn em hân hương. Thời gian hâm hót trôi qua, chuyến tham quan của lớp 11 đã tới. Dường như Sayaka cũng có một mục tiêu riêng trong chuyến tham quan lần này. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 7 này. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.